sở hữu ngay một website trọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Top 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019. Theo báo cáo của công ty quản lý thương hiệu Interbrand, Apple, Google và Amazon một lần nữa tiếp tục góp mặt trong danh sách thương hiệu giá trị nhất thế giới. 1. Apple. Apple vẫn giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng. Apple thiết kế và bán điện thoại di động, máy tính cũng như các sản phẩm điện tử tiêu dùng khác. Trong năm 2019, Apple ra mắt nhiều dịch vụ mới như đọc báo trả tiền, stream video, nền tảng game và thẻ tín dụng riêng. Các dịch vụ mới này giúp hãng định vị mình không phải là một thương hiệu thiết bị, mà là một hệ sinh thái công nghệ với nhiều thiết bị và dịch vụ có thương hiệu. 2. Google. Google là nhà cung cấp dịch vụ Internet với nền tảng công cụ tìm kiếm được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. 3. Amazon. Amazon hiện là công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng 100 thương hiệu hàng đầu năm 2019, được công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Kantar công bố ngày 11 tháng 6, đại gia bán lẻ Amazon có giá trị thương hiệu đạt 315 tỷ USD. 4. Microsoft. Microsoft phát triển, sản xuất, cấp phép phần mềm máy tính. Theo Quartz, sau đợt tăng trưởng cổ phiếu vào ngày 7 tháng 6 năm 2019, giá trị vốn hóa thị trường của Microsoft tăng hơn 1.000 tỷ USD. 5. Coca-Cola. Công ty Coca-Cola là nhà sản xuất và phân phối đồ uống, được thành lập vào năm 1886. Thương hiệu này trở thành đồ uống có đường hiện diện khắp mọi nơi vào năm 1929. 6. Samsung. Tập đoàn điện tử Samsung của Hàn Quốc là thương hiệu toàn cầu có giá trị thứ 6 trong năm nay với 61,1 tỷ USD, tăng 2% so với mức 59,9 tỷ USD của năm ngoái. 7. Toyota. Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản xếp ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng thương hiệu toàn cầu của Interbrand. Toyota cũng là thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới. 8. Mercedes-Benz. Đứng ngay sau Toyota là Mercedes-Benz, công ty ô tô sang trọng có trụ sở tại Đức. 9. McDonald's. McDonald's là một trong những công ty thức ăn nhanh lớn nhất thế giới. 10. Disney. Disney là tập đoàn đa phương tiện và giải trí có trụ sở tại Burbank, California. Theo Bằng Lăng từ VTC News Cafe Biz, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.